về gần ít máu để cho Winter Weaven câu em Ray, sau đấy thì Mascara Mage vào đặt Mystic Flame, Timbersaw cũng sẽ lao vào và dùng cứu Luna. Luna Moonfang dành cho Miracle. Đây là cái cách mà Nygma hay đặc biệt là bộ đôi Mind Control và Kuroki từ từ đã đây đã có 6 chấm giờ vừa rồi. Spartan bật Firefly lên rồi. Chúng ta nhìn cái tốc độ di chuyển của Thug kia. Thậm chí Thug có thể chết thêm một mạng nữa ở đây. Vâng, dưới bot thì Mind Control anh ta đang là người gặp khó khăn và Mind Control lên bảng rồi. Lượng CS của Mind Control là cực kỳ khó, là cực kỳ ít. Một tình huống lướt lên. Spartan có mạng Kuroki rồi. Cắn stick lên để có thể đủ đam. Trời trời ơi, một tình huống mà Spartan anh ta không đủ lên để có thể gây stun cho Kuroki. Một gà có vẻ như là cầm Yasha của một cổ thì phải, nhưng Sumail đi cùng với GS ở đây nối dây để có thể cố gắng bắt một người của Eleven. Eleven anh ta có một tình huống sử dụng team ở trên tương đối nhạy cảm. Khi đó là một pha mà đã sử dụng Dream Coil nhưng Eleven không chết. Còn dưới bot này thì Mind Control anh ta bị kẹp ba và Mind Control vừa mới lên bảng rồi. Cùng với đó là giày gỗ. Bình thường kênh 23 của chúng tôi khi mà lên sóng thì đã có tình huống lướt vào rồi. Spartan đã nhấc được Kuroki về. Kuroki còn câu Embrace và đã đứng gần trụ Thug không đủ đàm. Sumail xuất hiện ở đây và Maxi của Spartan nằm lại, không phải mạng dành cho Mind Control mà lại mạng dành cho Sumail. Còn đây thì Thug anh ta kẹt rồi. Thật không còn đủ mana để sử dụng cho mình Omni Slash, nhưng liệu rằng người ta có làm điều đó hay không, chắc chắn là không rồi. Không quá thua thiệt so với các con hạng nặng của cả hai team. Mind Control bị nhìn thấy và lại bị kẹp ba. Liệu rằng GS có cứu kịp được đồng đội của mình không? Không, có cả Kuroki rồi, như vậy là gấp luôn cả Thug về. Nhưng đấy là tình huống mà gấp không được quá nhiều, nhưng Thug anh ta vẫn phải lên bảng đếm số Miracle. Thì sau mở Lucian Beam ở đây để lấy luôn cả mạng của Desire. Mới đang chỉ là 1k Nightwatch chênh lệch mà thôi. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Những người Hy Lạp thì vẫn nổi tiếng là những người đẹp trai. Và vừa rồi thì họ mất thêm cả Spartan nữa. Luna của cô chưa có Yasha, chưa có Manta. Đây là một tình huống mà 3 bắt 1, nhưng người này vẫn 4 bắt 1. Dream Coil rồi, Spartan ở ngay đằng sau. Có cứu được hay không? Không cứu nổi rồi. Khi đó là Lucian Beam được mở ra. Rod Athos. Bây giờ thì đến lượt Rem công thành. Bị dính Silent. Thug bị dính sai lần rồi. Mở Mystic Flare. Mystic Flare vào đúng Kuroki. Kéo được Thug vào với Mind Control. Tuy nhiên thì Mind Control anh ta không có thêm một sự hỗ trợ của những người đồng đội của mình. Và Mind Control vừa mới phải nằm lại rồi. Đó là một pha mà Jack cũng đã sử dụng ulti. Vâng, Sumail anh ta đã có Blink rồi. Blink ra. Ngay lập tức đẩy off không chính xác một người của Sparta. Nhưng đó là tình huống đẩy off trúng cả Thug. Đặt Dream Coil ra để bắt support của đối phương. Killing Spree dành cho Sumail. Rem cố gắng kiểm soát lại khu vực trên. Winter Curse được mở ra. Định làm gì Juggernaut đây? Juggernaut của Thug thì anh ta còn xoay kiếm. Spartan mới là nạn nhân trong tình huống này. Nhưng mất 2 ulti. Anh ta tành khá nhiều đàm. Nhưng Nygma nhìn thấy Spartan anh ta rất nhanh nhẹ trong tình huống này. Nhưng mà con trôi anh ta có được cho mình, đấy là BKB. Dính chọn một pha Omni Slash nhưng ngay lập tức là câu Embrace. Bây giờ thì Witch anh ta đứng sẵn ở đây để có thể hạ sát Mind Control và Mind Control lên bảng. Nhưng ở đâu đó thì Eleven anh ta cũng phải nằm lại với một pha mở Lucian Beam cực hay, cũng như là MOM. Tiếp tục di chuyển ở khu vực mid lane, Miracle vẫn bắn thôi. Đây là cái lối chơi và cái lối chiến thuật với Luna với cả IO. Một khi đã snowball được thì gần như đối phương không có cách gì để có thể hóa giải cả. Kuroki ở đâu đó anh ta bị Wish focus vào. Nhưng đó là một pha ngủ đông tốt của Kuroki. Wish sử dụng cho mình BKB nhưng ngay lập tức anh ta bị dính Flaming Lasso. Thật cố gắng di chuyển ra Omni Slash, chẳng không kịp sử dụng Omni Slash thì bắn cho gật người. Và GG. GG là một kết cục không thể thoát được, không thể chối cãi được. Miracle mặt rất lạnh lùng. Một con Dawnbreaker sẽ được chơi ở vị trí mid lane của Sumail và Miracle được đánh hero mà anh ta thích nhất, đấy là Monkey King. Eleven dưới bot liên tục dính Poison Touch, lần này là Ballet Strike và First Blood thuộc về Kuroki. Vẫn là lên bot. Còn đây là một con Timbersaw đang rất thọt, trong khi đó thì Miracle đã level 3 rồi. Phượng top lên, Spartan anh ta bị ném ra, đây là một con Vicet chơi vị trí sắp nằm. Tỷ lệ hook của Mind Control đang là một trúng một trượt. Nhưng Mind Control anh ta bị Desire lướt lên và ném về. Mind Control đang bị quay bà, cố gắng cắn stick lên. Nhưng trong pha vừa rồi thì có mạng dành cho bên phía Brave.
tiếp tục phục trùng đến từ Mai Còn Trung. Đường GS ở đường trên anh ta thấp máu quá. Đây là một cái try lên bên phía team Brim. Có lẽ Brim họ nhận thấy rằng đi 2-1-2 từ từ đã cùng với boss này thì Miracle vừa có mạng với level rồi, tình huống đi vào hơi sâu. Tôi để ý là khoảng 2 phút, hơn 2 phút vừa qua thì con Timbersaw của thanh niên Eleven đã không farm được một chút nào. Cậu đã phải sử dụng cho mình skill 1 rồi, nhưng ở đâu đó thì Superman đã bay lên. Solar Guardian quá chính xác và tạm biệt thật ở trong tình huống này. Một cái mạng chia nhưng không sao cả, quan trọng là Nigma Galaxy họ stick lại lấy được mạng carry đối phương và đang áp sát vào trụ. Tiếp tục là Eleven khu vực đường dưới. Jingle Mastery đang khiến cho con Timbersaw này gần như là không thể nào đi lên nổi. Tiếp tục có tình huống Jingle Mastery không kịp kéo cưa về và có thêm một mạng nữa dành cho Nigma. Có hero liên tiếp nằm xuống, nó húc chúng đến từ phía của Mai Còn Trồ. Một tình huống mà chúng ta nhìn thấy dáng dấp của những huyền thoại. Thắng Smoke cùng với Spartan để cố gắng lấy mạng của Brim, có bật Runes lên nhưng đấy là tình huống stun trượt. Trời ơi, Choking Time. Choking Time, quá phí thời gian, quá phí một cái run power up như thế này. Đây không phải là Wish lùa Miracle mà có vẻ như đang là Miracle lùa ngược Wish. Không ném được Miracle ra, thậm chí bên phía Nigma bây giờ quay ngược trở lại và phản công. Miracle anh ta được heal bomb, được hồi máu, có thêm một mạng nữa và đó là mạng của Vi sẽ tiếp tục là Wish. Wish chạy như thế nào đây? Wish chạy như thế nào đây? Mặc dù anh ta được bắp đến từ phía của Desire, cố gắng toss đối phương về nhưng double kill dominating, tôi nghĩ rằng triple kill chẳng. Miracle đang khá thấp máu nhưng đây là tình huống bánh quy tốt của GS và triple kill rồi. Không phải, Desire anh ta nhảy về được nhưng Miracle quyết định bay theo. Miracle đập vào Let's Try không thành công trong pha này. Cho cái lượng XP của Miracle có thể trở nên mạnh mẽ. Ở đây thì Mai Còn Trồ đã bị quay khu vực chính tốt, quyết định phải dismember, quyết định phải cắn vào người của thấp. Nhưng bây giờ thì đang bị thấp và Desire lùa ngược. Tạm biệt Mai Còn Trồ, tôi không nghĩ ra cái cách để con Butcher này có thể chạy được. Nhưng con Butcher này đang chạy được. Các thành viên của bên phía team Brim họ tự cản đường nhau. Không chạy được rồi. Mới có 9 phút thôi đã dẫn đến 3k gần 4k tiền. Còn Spartan anh ta không có cách nào để chơi điện tử ở trong trận đấu này cả. Mai Còn Trồ húc trượt rồi. Có lẽ là vẫn sẽ tìm được vị trí của Desire. GS liên tiếp vào những pha bạch kỳ quá chính xác như thế này và quay trở lại trở thành một trong những thế lực của thế giới. Final và Spartan ở đây một lần nữa các bạn sử dụng tay của Miracle. Tiếng team Brave đang khiến cho Nigma tốn khá nhiều kỹ năng của mình. Và đâu đó thì Wish anh ta lao vào có được mạng của Kuroki. Mai Còn Trồ bây giờ đang là đối tượng bị quay. Và thủ mid lên thì Wish anh ta ném được GS về tiếp tục vào tình huống đấu vật đến từ vị trí của Desire. Unleash cũng đã được bật ra rồi và Desire có được mạng của GS. Hưởng lại thêm một tình huống mà Wish anh ta lao vào nhưng lần này lượng đam của anh ta là không đủ mặc dù đang sở hữu một cái rune Arcane. Kuroki kịp cắn cho mình stick lên và bây giờ sai lầm thuộc về Wish. Đáng hay. Một chút lợi thế trong tình huống này dành cho Brave. Họ vẫn cần kéo dài thời gian thêm để cho Tiny cũng như là Ursa mạnh hơn. Nhưng sau vừa rồi thì Wish anh ta có một tình huống xử lý. Bây giờ thì Desire biết Mai Còn Trồ cũng như là Sumail cũng được. Dominating dành cho Sumail quá đơn giản với thêm tình huống tốn ulti nữa. Nhưng lần này thì thật có lẽ người ta không thoát khỏi bàn tay của Miracle của pha solo kill. Có quan rồi, Mai Còn Trồ anh ta bị nhìn thấy. Brave họ chỉ biết liên tục lùi về thôi. Mai Còn Trồ bị cắn nửa máu nhưng Spartan anh ta bị Sumail cũng được rồi. Spartan phải nằm lại. Mortimer Kitchen cũng đã được mở ra nhưng bây giờ là hết Mortimer Kitchen. Mai Còn Trồ mới chỉ mất cho mình nửa cây thôi. Ngay lập tức cắn vào đầu của Eleven và Eleven đã phải nằm lại rồi. Tiếp tục sẽ là Wish, Sumail và Miracle. Nhìn thấy được Wish, Wish anh ta stun, cố gắng đẩy lùi đối phương nhưng đây là một tình huống mà Kuroki đã có cho mình Arcane Shard. Bên Monster Kill dành cho Miracle, một game đấu tiếp tục là đơn giản và dễ dàng với các thành viên của Nigma. Miracle đuổi theo đập Ballet Strike quay. Đập Ballet Strike đẳng cấp vô địch TI thế giới mới ạ. Beyond Godlike dành cho Miracle. Liệu rằng có Beyond Godlike ngay bây giờ hay không? Miracle vẫn đang chase. Hai gậy của Miracle thôi. Tình anh em nó phải như thế nào đấy thì mới vô địch thế giới mới được em ơi. Không thể đánh vớ va vớ vẩn được đâu. Đây là một pha mà Miracle đã quyết định chưa mở vòng. Miracle cảm thấy rằng mỗi lần mở vòng ở trong game đấu này thì toàn fail. Miracle quyết định không mở vòng thì mới có thêm những cái mạng nữa. Và lần này là Beyond Godlike thật. Vâng, chiến sự
sự Will Lai thì Desire chúng ta tiếp tục phải nằm lại ở đây. Wish với những cái tình huống đẩy Avalanche không cản được đối phương. Thắp di chuyển ra, cố gắng cao mai control nhưng đằng sau thì vẫn còn một Kuroki với tình huống bất tử. Bây giờ tôi chỉ chờ xem là Brave họ có thể có thêm một mạng nào nữa hay không thôi. Của GS cứ đẩy bánh quy chính xác và Sumail chúng ta lao vào. Hoàng Ngô vẫn cát bạn ạ. Timbersaw có hoàn thành cho mình xong kiếm. Xong kiếm phép của Timbersaw. Liên tiếp phải gọi tình huống lướt đi lướt về, vừa rồi là một pha và một bên thì hút một bên thì ném về. Và cả hai bên đổi vị trí cho nhau như swap vậy. Nhưng mà đã có GG rồi. Team Rave họ cảm thấy mình quá đuối. Các anh ơi, các anh vô địch nhé. Trời đất.